hầu như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn quê em đã thức bao đêm, dưới chiến hầu dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay giạt sao kỷ niệm. Người cầm Yeah, baby.